Hai anh chào tất cả anh em nha. Nay Nông Cơ Vinh Quang mình giao chiếc Isuzu này 287 này. Cái rơ móc này nha. Chiếc này được giao cho anh Bung ở làng Lây đây. Đây anh Bung đây nha. Đây là thợ nha. Dạ đây là thợ nha. Yeah, về làng Lây anh em nha. Chiếc này thì đóng có tháng hơi rồi, bài bản hết rồi đó. Rơ móc này thì được sản xuất tại xưởng của bên mình luôn ha. Đó, thắng hơi và đèn sau này làm rất là đầy đủ rồi nha. Khách đang lên đường đây. Động cơ Isuzu 287 là động cơ 3 máy nha. Dòng này thì nếu mà kéo móc thì chở phục vụ gia đình và chở thêm thì cũng rất là ok. Nó chạy khá là nhanh. Thì Isuzu 287 được giao cho anh Bung ở làng Lây đây. Này thì cũng chuẩn bị vào mùa mì rồi, do đó là khách cũng đặt xe bên mình rất là nhiều ha. Remote rất là đẹp nha. Máy rất là mới nè. Rồi ok, chào tất cả anh em nha. Anh em nào có nhu cầu về những chiếc xe và rơ móc như thế này thì xin vui lòng liên hệ với bên mình ha. Chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều, thời gian qua đã ủng hộ bên mình rất là nhiều nha. Rất mong anh em cho một like đăng ký để video được chạy nhanh hơn ha. Chào và cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi, Isuzu 287 về làng Lây của Iachim nha. Chào và cảm ơn anh em rất là nhiều.